Để có mình anh em người ta không chịu sanh, người ta kêu là phải có gia đình hoặc là có người, rồi em nói là không có ai chứ, không có mình anh em mà, cái người ta bắt em là ký cái giấy mà có gì mình chịu trách nhiệm á, gạn cũng ký cái giấy rồi em chỉ sanh, Đọc bài cho tôi miếng giấy coi. nói chuyện với mẹ muốn xin mẹ tha lỗi cho em. Hồ nói dắt nó đi làm đợi cuộc đời nó thì thấy cũng mừng cho cái cho nó chứ còn tôi với ổng rồi chết nay sống mai không biết, cũng không lo được cho mẹ con nó đâu, nó thật sự luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quận 8 của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là hộ xóm Việt kiều Campuchia hồi hương. Sau một thời gian đánh bắt ở khu vực biển Hồ á thì cô chú này quay trở về lại và tá túc ở đây. Trong một cái môi trường sống cực kỳ ô nhiễm thì đầy rẫy sự khó khăn cũng như là thất nghiệp. Cô chú lại càng thêm khó khăn. Và ngày hôm nay đến đây á, Bùi Hồ cũng thay mặt cho quý mạnh thường quân để hỗ trợ cho những hộ gia đình ở đây gồm hiện kim và những cái vật phẩm. Đồng thời á thì Bùi Hồ cũng sẽ đưa em Hương trở về lại miền Tây để mà coi cho em một cái cơ hội lập nghiệp, một cô gái rất là xinh đẹp đang sống cùng với lại các cô chú ở trong này nè cô bác quý anh chị. Cũng khi mà trước khi đưa em về lại miền Tây á thì Bùi Hồ có mua một ít quà để đãi tiệc cho em chia tay cùng với lại cô chú ở đây. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Có một cái đứa bé đây nè, thấy chưa? Con ăn gì á? Kem. Ăn kem. Con có đi học không? Có mấy tuổi rồi? Con 7 tuổi. 7 tuổi nhiêu ký? 17 ký. 17 ký. À, ngoan quá. Cũng có những đứa bé như thế này nè cũng được hỗ trợ chú Kevin Trần á, hỗ trợ sữa luôn. Mời con bác quý anh chị cùng qua đây với Bùi Hồ ha. Đây là những cái cầu rất là tạm bợ kìa, mấy anh đó anh bơi sữa xuống. Sữa đó là phần quà của chú Kevin Trần ở Mỹ á cô bác quý anh chị. Nước bữa nay nước rút xuống thành thử là những cái rác thải á nó sẽ đọng lại ngay tại chỗ này, rất là dơ luôn. Dạ con, tên gì Hương? Bé tên gì? Tên Đô La. Đô La hả? Ôi trời. Tên trong giấy là Hoàng An. Dạ hả? Tên là Đô La nha cô bác anh chị. Và có một cái điều như thế này, phải đến khung giờ mà nước cạn, vì tất cả ở đây thì phải tập trung được khi mà nước cạn thì không bị chìm cái ghe. Và tụi mình đang ở trên một cái nhà phao mà ở dưới là những cái thùng xốp tạm bợ là cái nơi ở của gia đình cô ba. Thời gian qua thì mọi người cũng đã tiếp sức tặng cho từng chiếc ghe cô ba một chiếc rồi đúng không? Cô Tư thì hiện giờ chưa có, cô Năm thì có rồi, cô Út với bà cụ thì cũng đã có rồi. Riêng cô Năm thì chưa có, là xin lỗi, là riêng cô Tư chưa có là vì cái ghe của cô chưa Thôi tìm yên được cho chú nói và chuyện cũng chưa đủ chi phí để mua chiếc ghe mà chút mình chất lượng trong cao, chi phí cao hơn. Hôm nay thì anh Hồ đến để chia sẻ một vài cái món quà cũng như thông báo một vài điều á, anh Hồ có thể nói rõ với mọi người là hôm nay đến để thông báo điều gì? Ngày hôm nay á thì từ miền Tây á thì Bùi Hồ chị lên đây để mà gửi phần quà cũng như là hiện kim cho các cô chú ở tại đây. Thứ hai thì cũng là để mà bé Hương sẽ về lại, đưa bé Hương về lại miền Tây, địa chỉ là ở Long Xuyên, An Giang để mà học cái nghề gọi là làm tóc. Thì bé Hương có thông báo với lại các cô chú ở đây chưa? Dạ có rồi chú. Dạ, bé Hương em sao? Dạ em chuẩn bị đi rồi đó anh, sáng anh tưởng thôi hôm nay đi rồi, sáng giờ em sẵn Nó đâu gì vậy? Nó đâu gì vậy? Nó đâu nhau? Hiện nay thì cái cảm xúc của em như thế nào? Dạ em vui anh, Dạ. với Xa lại cô chú ở đây thì sao? cũng lo Lo. xa ở đây thì cũng buồn, mà xuống dưới cũng lo không biết sao, lại có hai mẹ con. Thông báo với em á là khi mà em về lại Long Xuyên á Dạ thì sẽ được hỗ trợ chỗ ăn ở và thậm chí là tiền chi phí học, và cam đoan với em gần đây đến Tết em có thể kiếm được từ cái việc học của mình Dạ đó, thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Dạ Hôm trước anh nghe em nói là có một cái chị nào ở gần đây cho đi học, nhưng mà cái việc đi học đó thì con cái như thế nào, tại Dạ vì đúng đi rồi học thì đâu có làm được ra tiền đâu, Dạ thì khi mà được sự chung tay của Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ cho em có một cái nghề để mình có thể sống với cái đôi tay của mình. Dạ Xa thì có buồn không? Dạ cũng buồn anh. Đúng rồi.
Bây giờ hỏi ý kiến mấy cô đi. Bây giờ là dự tính là 2 ngày nữa bé Hương sẽ đi một cái nơi xa, đó là Long Xuyên, An Giang, thì cũng là quê hương gốc gác của mình. Ông bà mình từng sống ở đó, thì không biết là mấy cô ở đây như thế nào. Bây giờ mời cô Tư đi. Cô Tư nói giùm con nghe thử cái ý thử cô Tư. Bây giờ Hương ở đây cũng quen rồi đó, giờ rồi bây giờ nó đi thì cô cũng lo, như là nó cũng khờ lắm. Ở xứ lạ quê người cũng có mình ơi, hai mẹ con là mẹ đi với chú Hồ thì cô cũng yên tâm. Dạ. Sợ chứ còn nếu mà đi mình nên là cô cũng không cho đi đâu. Dạ. Nó thật sự luôn. À, thông tin với cô Tư á, là xuống Long Xuyên sẽ ở trọ và con có một cái người chị quen và cái người chị đó là chủ trọ luôn. Nên về việc vấn đề mà ở tại Long Xuyên á thì bảo đảm an toàn. Dạ. À, để cho cô bớt lo. Thì đó thì có vậy đó cô mới cho đi đó. Dạ. Thôi cũng mấy cô ở đây cũng nhớ nữa không cho đi. À. Chợ nó đi mình nên á, chứ lạ quê người nữa thấy nó khờ đó. Nó không biết ăn nói chuyện. Thì em của chú cũng không có biết ăn nói chuyện, rồi có cái gì chú cũng chỉ dẫn giùm cho em nghe chú Hồ. Dạ. Thì cô nói cô cũng yên tâm chứ giờ đi mình nên không cho đi thì. Mấy ngày nay là có đi làm lật gạo, em có đi lật gạo không? Dạ, vẫn đi làm. À, thu nhập được bao nhiêu? Có 120, 130. Trước khi về miền Tây thì cái cảm giác của em xa cô chú đây nè. Thứ nhất là phải buồn rồi. Dạ. Nhưng mà em có lo lắng gì nữa không? Dạ, cũng lo. Tại em cũng một mình, em cũng không biết làm sao. Em nói với anh là quê hương em á là ở Chi Tôn. Thì ở đó mình còn người thân không? Dạ, cha mẹ em cũng lên trên đây. Không có đâu. Không có. Chứ mà ở dưới cô không có còn nhà cửa gì dưới chứ. Chỉ là có một miếng đất nhỏ ở dưới thôi mà không có nhà. Chỉ có một miếng đất nhỏ thôi. Dạ. Ba mẹ đều lên trên đây hết. Ba mẹ đây nè. À, cô Tư là mẹ của cô Tư là mẹ của Hương ha. Dạ, với ổng trên đó. Dạ, là ba bị tai biến nằm dạ, trên dạ, kia đúng kìa. Rồi. Mà tại vì nói với chú Hồ từ đó giờ á bị gì mà lúc mà nó lầm lỡ với cái chồng nó thì tôi không có nhìn, bỏ mặt luôn, tranh đẻ nuôi con một mình. Rồi bây giờ mấy cô này kêu nó về đây sống thì nó về đó, thành ai hỏi nó cũng đâu có dám nói tôi đâu, không dám chỉ đó, trừ luôn. Không dám chỉ tại vì không có nhìn, mấy cô này thấy tội nghiệp thất nghiệp đó, kêu mẹ con về đây sống nó, chứ từ đó giờ là nó tranh đẻ đồ nó đi một mình anh đó. Nuôi con cũng một mình, cũng mới 1-2 tháng nay là nó về đây đó. Là có chú đồ xuống đây quay đó, có mấy nó ở gì đó, tôi cũng không nói chuyện, giảng gì nó thật sự luôn. Tại vì nó không nghe lời dặn nó tới giờ, nó thật sự với chú. Nó vậy đó. À, vậy là ở trong cái đoạn clip trước á Phong, thì anh với lại anh Một Đồng có xuống ở tại chỗ này, thì gặp Hương, Hương nói là ba mẹ ở trên Tri Tôn. Thì đó, nó đâu dám chị. Tri Tôn. Thì có ở trên chánh thiệt mà, thì giờ ở xuống cái này rồi. Hồ đi sao đó. Có cái gì, cái khó khăn gì mình cứ tâm sự thật để cho cô, chú anh chị hiểu mình thêm. Giấu cái gì mà giấu. Nói đi, có gì khó khăn không? Dạ, không có gì đâu. Có khi có làm vậy thôi, anh chỉ có, không có nói là mẹ em thôi à. Nói chung là từ lúc mà nó quen cái người đó tới giờ là mẹ nó không chấp nhận, là vậy đó. Rồi nó bỏ đi nó luôn á, từ nó luôn á, từ đức nó luôn bỏ đi rồi, từ nó sanh luôn rồi nó nuôi con sau nó luôn. Này mấy cô ra thấy nó tội nghiệp, thấy nó tội lông đông rồi mới kêu nó về đây. Dạ là vậy đó. Nên là nó sợ chú Hồ, sợ nó không dám chỉ. Hôm bữa thì ngồi với nhau, Hương có trải lòng hết, lần đầu tiên Hương trải lòng thật sự luôn về cái việc á là mình đến với một cái người đàn ông mà họ giấu mình mọi thứ, giấu cái việc là họ có vợ có con rồi. Rồi để rồi tới lúc mà mình mang bầu rồi mới biết được là họ đã có một gia đình êm ấm. Rồi cuối cùng là Hương chọn một cách ra đi. Và hôm đó thì Hương khóc rất là nhiều. Thì không biết là ngồi kế bên đó thì cô Tư, mấy cô xung quanh thì mọi người cũng buồn ngùi nước mắt. Con hỏi cô nha, cô Từ đứa con của mình, thì hôm đó con nghe nghe cũng đau lắm á chú không? Bỏ cũng không được, mà tại vì mà dặn dặn thời gian là thấy nó sanh đẻ mình nó rồi nuôi con mình nó cũng đứt ruột lắm thiệt. Rồi cũng không bỏ được, mà tại vì thấy cũng buồn cho cái bạn của nó. Con gái mà mới có lần đầu tiên mà bị gì rồi sợ người ta cười chê nữa mình nữa. Mình không có dám. Nó thật sự luôn, không dám cho nó về đây luôn á. Người ta nói là người ta cứ hỏi đàng hoàng, nó không chịu.
nó gọi cho nó nghe lời này nó đi theo, thành cô cũng bỏ luôn tới giờ luôn, thành sanh đẻ này cũng một mình đó. Bởi người ta nói là à, có mẹ gia đình lên thì người ta mới đẻ cho nó, mới sanh cho nó, còn ông ấy là không có, cô cũng bỏ liều luôn. Cô ba ra sao? Sanh làm gì làm? Cô ba sao? Đó, thật sự luôn, tự hai bên đi, người ta thấy thì cho nó điều gì thì cho. Còn mẹ, còn cô cha nói là có mai mối cưới hỏi đàng hoàng là ai? Trước đó là cô định mai mối cho ai hả? Có người chỉ á. Chỉ người ta lợi tới, ta coi luôn mà, hẹn ngày luôn mà. Hẹn ngày luôn, hẹn ngày cho vàng vọng đồ hết luôn. Mà chỉ là còn chỉ là trong vòng có mấy ngày thôi chú ơi, chú không. Rồi rồi nó nghe lời người ta cái nó bỏ đi vậy rồi thành tôi giận bỏ luôn. Không nhìn nữa. Anh hỏi xíu Hương. Dạ. Hồi đó thì mẹ có mai mối em cho một cái người khác, người đó là như thế nào mà em lại từ chối dù người ta cứ hỏi đàng hoàng? Tại lúc đó còn nhỏ mà cũng không biết nên thấy không hợp, không thương nên em không chịu. Mày không có nói, thấy mẹ với mấy người đó nói chuyện rồi em cũng im im à. Mà tới ngày cái em không chịu. Cái người mà em quen là mối tình đầu của em luôn hay sao Hương? Dạ. Mối tình đầu đó, người ta làm mai. Rồi tới cái ngày người ta hẹn gần ngày cưới rồi đó mà nó nói nó không chịu, chú mong coi cũng mắc gỡ với bên kia. Nó thành vậy đó là thành bỏ nó luôn, muốn đi làm gì làm. Đó. Rồi đi với thằng này ở rồi có bầu bì rồi đó, rồi tới giờ luôn bỏ, tôi cũng bỏ mặt luôn. Hương có nói với con ở trong clip trước là có cô Tư đây luôn. Hương có nói là không dám về gặp ba mẹ. Không dám về. Vì sợ ba mẹ mình không chấp nhận, thì lúc đó cô Tư ngồi kế bên luôn. Ngồi kế bên luôn. Ngồi kế bên luôn á. Lúc đó cô Tư nghĩ rằng mình sẽ tha lỗi cho con của mình không? Không, thành không có lên tiếng. Kệ nó muốn làm gì làm, tại vì mấy cô này thấy nó thất nghiệp rồi thương nó kêu nó về đây. Còn đến bây giờ, thật sự á, đến bây giờ thì sao? Đến bây giờ là cũng như muốn bỏ qua. Thiệt, thấy chú Hồ nói rồi dắt nó đi làm đợi cuộc đời nó thì thấy cũng mừng cho nó, chứ còn tôi với ổng rồi chết nay sống mai không biết. Cũng không lo được cho mẹ con nó đâu, nó thật sự luôn. Nó thì cũng mừng, nó thật sự luôn chứ chú. Giận thì cũng giận thiệt, mà cũng nếu mà nó khổ não cũng buồn. Nó thành cũng không có nói được ra lời luôn đó, thật sự. Giờ lo cho ổng đây, rồi lo cho mấy đứa bé, rồi nó nữa đâu có lo được đâu. Không có lo được cho mẹ con nó một ngày luôn đó, thật sự. Thằng bé không được giữ ngày nào chứ. Bỏ mặt nó luôn à. Sinh đẻ kệ, không giữ luôn. Nó thành tự nó làm gì làm. Này cũng không biết luôn. Mấy lúc đó là em sinh nở là ở đây luôn hay ở Bình Dương? Không, em ở đây mà không có về đây. Em tự lo, tự đi đẻ luôn. Dạ, em ở trọ bên kia. Em có thể kể anh biết là cái lúc mà em chuyển dạ và em đi đẻ bằng cách nào không? Dạ em đi xe ôm anh. Lúc đó dắt chiều cái em thấy hơi đau lưng. Mà chưa có tới ngày sanh á. Cái em đi lên bệnh viện em khám thử, em bắt xe em đi bệnh viện em khám thử. Lên cái người ta nói là em có dấu sanh rồi. Người ta kêu em nhập viện sanh. Ba khóc ly bì. Mà em không, lúc đó em chỉ đi khám thôi, em đâu có đem theo quần áo hay đồ gì em chuẩn bị đâu. Cái em mới nói người ta là để em về em xin về em lấy đồ và xong em quay lại. Em mới đón xe em về, em lấy cái vỏ đồ rồi em mới quay lại em nhập viện. Mà người ta nói là có mình nên em, người ta không chịu sanh. Người ta kêu là phải có gia đình hoặc là có người. Rồi em nói là không có ai chứ, không có mình nên em mà. Khi người ta bắt em là ký cái giấy mà có gì mình chịu trách nhiệm á. Dạ em cũng ký cái giấy rồi, em viết xanh. Đọc hoài cho tôi miếng giấy thôi. Xem bóng qua màu nước mắt hết sức rồi. Rồi lúc đó ở trong bệnh viện là từ ngày sanh nở là ở trong bệnh viện bao nhiêu ngày? Dạ em ở bệnh viện 3 ngày. 3 ngày. Rồi ngày thứ tư là bác sĩ cho về là em đón xe về. Lúc đó em có điện cho mẹ mình không? Dạ không. Em không điện gì. Là bé em lớn luôn rồi. Bé em lớn rồi, lúc em về là nghe mùa dịch rồi, bé em nó lớn lên tới giờ em mới về á. Sao cô Tư khóc cô Tư? Thấy buồn đi chú ơi. Chà mà nó màu nước mắt chứ gắn tìm chứ nói chú không là ngạo khóc chứ. Con kỳ cục chứ. Con biết rằng là cô giận đứa con của mình vì không nghe lời mẹ, cũng đã lừa một cái môn đăng hộ đối rồi mà đến ngày cưới hỏi là Hương nó bỏ đi, rồi đi theo người khác để rồi nó phải lãnh hậu quả đó là có bầu. Dạ đúng rồi. Giận thì giận nhưng mà cháu cô chứng kiến thấy đứa bé sinh ra, cô cảm giác nhìn đứa nhỏ như thế nào? Không lợi luôn. Không lợi. Đâu có thấy mặt đâu.
Từ đó em mới về đây nó mà nó đi đẻ mình, nó nuôi con mình. Là em mới về mấy tháng nay thôi. Mình có là muốn nhìn thấy đứa cháu mình không? Có cũng gây gắt lắm đó chú Phong. Không ăn ngủ được luôn, cũng lo không biết mà. Nó sanh đẻ gì mà có một mình lên rồi không ai xông hơ, không ai lo cơm nước này nọ gì. Cũng cô cũng buồn lắm á. Sao cô không mở lời? Không mở lời, không đi luôn, để nó ở bên kia kìa. Nó không ở đây đâu. Nó ở nhà trọ riêng mình nó. Xin thông tin mọi người là Hương á, là lúc đó làm công nhân cho một cái khu công nghiệp cách đây khoảng 5 cây số. Rất là gần, chạy xe máy từ đây mà qua đó khoảng 30 phút xe máy kẹt xe luôn. Từ ôm bụng bầu, từ nhà trọ đi tới bệnh viện Bình Tân, mà bệnh viện đó thì luôn luôn quá tải, luôn luôn không có giường để nằm. Yeah. Vậy mà tự thân tự lo đẻ mọi thứ hết. Cô khi nào có thấy là cái sự giận dữ của mình quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn thiệt mà thấy cũng vô đó. Tại nó nghe lời rồi nó đặt với chú. Thì cô cũng có hỏi nhà trọ ở cái kế nữa đó. Người ta nói là nó không có gì tự người ta cho ăn. Cá lén cô gửi đồ gì người ta cho ăn, cho cơm nước rồi cho nó mì đồ, sữa đồ cho con bé. Thì nó mới được qua ngày tới bây giờ. Chứ nó có đi làm gì được đâu. Nó có đi làm gì được chứ. Con muốn biết là ngày mà Hương đi xuống đây thì cô như thế nào? Không có nhìn, bỏ mặt nó muốn làm gì làm. Ở đâu có ở. Không nói tới luôn. Rồi có mấy cô này thương kêu ở đây đi rồi có gì ăn lấy gì nữa. Hương có giận mẹ mình không? Dạ không, em sợ thôi. Em sợ thôi. Tại em sợ mẹ buồn nên em cũng không dám nói chuyện với mẹ. Có khi nào em nằm đêm thì em suy nghĩ mình sẽ nói với mẹ một lần để cho mẹ hiểu cái cảm xúc của mình không? Em không dám nói. Em có suy nghĩ mẹ không dám nói. Em suy nghĩ như thế nào lúc đó, em suy nghĩ em sẽ nói điều gì với mẹ? Em muốn nói chuyện với mẹ, em muốn xin mẹ tha thứ cho em. Còn ngày em xuống đây vậy em cũng dám nói chuyện. Không dám nói chuyện với mẹ mình luôn. Dạ. Rồi hổm giờ hai mẹ con mở lời chưa? Dạ có nói chuyện rồi. Nói chuyện rồi. Dạ, mẹ tha lỗi cho em rồi. Mẹ tha lỗi cho em hả? Chuyện lúc trước anh Phong xuống á. Nhờ có việc mà đi về miền Tây hai mẹ con mới thỏa thẻ với nhau đúng không? Nói mà suy nghĩ kệ nó đi. Giờ nó đi không biết chừng nào nó về đây. Thì kệ cũng nói chuyện đi tới lui dặn dò nó rồi nọ. Đi có một thằng một mình cũng dặn dò nó mà thấy nó mà nó không biết ăn nói chú Hồ. Nó chú quay hàng ngày chú không biết em chú. Dạ. Không biết nói chuyện gì chứ. Đó hình cũng sợ ra quỷ lời ăn tiếng nói là ngọt ngào nó quỷ nó xa ngã nữa thì cũng sợ đó mà đi với chú thì tôi yên tâm. Thưa với cô Tư là tụi con quay như thế này á là muốn gươm gớm nước mắt luôn á. Tại vì mặc dù là có sai lầm nhưng mà Hương vẫn rất là mạnh mẽ để mà một mình mà chăm sóc con của mình. Một mình tự lo từ việc sanh nở cho đến chăm đến thời điểm bây giờ luôn, là một người rất là mạnh mẽ. Thậm chí khi mà cô buồn á thì Hương vẫn tìm cách để mà cho mẹ mình hiểu về cái tình cảm của mình. Không dám nói chuyện đâu chú ơi. Tôi ghét nó, tôi có không thèm kêu luôn. Nó cũng không dám nói luôn. Thành mẹ con ở xuống tới xuống lui vậy đó, ở đây vậy đó mà không có nói chuyện được. Có mà chú Hồng xuống đó với chú Hồ kêu đi làm đó thì cũng mới mở lời nói nó sợ nó đi xa không tội nghiệp nó vậy đó. Cô nói là sao? Dặn nó đi muốn một thân một mình lên chỉnh nè. Rồi làm xong rồi về gỡ con đâu đó rồi về mẹ con rồi như rước con rồi về cũng mẹ con cũng hỉ đừng đi chơi này nọ vậy. Dạ. Yeah. Cũng sợ giờ hỏi chú ở đâu cũng có người xấu cũng có người tốt. Mình đâu có biết ai xấu ai tốt được. Mà từ lúc có con tới giờ hết ham vui vậy anh. Chỉ lo làm được thôi. Chứ không có ham vui mà chơi bời này kia rồi. Tụi anh thấy tính em cũng khá là đầm mà ham vui rồi sao? Ngày xưa có ham vui lắm không? Có ham đi chơi, ham đi đây đi đó chơi. Ừ. Dạ, rồi mới quen người ta đó. Rồi nó không có đi ra đường luôn á chú không? Từ nhỏ tới lớn luôn, từ mà nó sa ngã vô này là nó không bao giờ biết được đi chơi được một ngày nào một mình ên á. Không đi. Đó, chỉ là gả cho thằng này nó không chịu là bắt đầu nó mới đi với thằng kia. Rồi gọi đó một lần thứ nhất, đầu tiên đó. Cái hôm mà mẹ mở lời là cách đây vài hôm trước thì lúc đó hai mẹ con đang làm gì? Hương có thể kể rõ là lúc đó mẹ mở lời trước hay là Hương mở lời trước? Nói chuyện, hai mẹ con nói chuyện là lúc trước anh Phong xuống rồi. Là anh Phong xuống là hai mẹ con nói chuyện nhau rồi. Là bữa là anh Hồ xuống em mới có nói với Út trước. Nói là anh Hồ kêu con đi xuống dưới kia này kia rồi làm vậy đó.
là anh nói với Út trước rồi Út mới nói với mẹ. Rồi xong rồi Út mới kêu là nói chuyện với mẹ rồi đi, coi mẹ cho đi không, để đi một thân mình xuống dưới rồi bà có lo vậy không. Rồi em mới nói với mẹ là giờ anh Hồ nói là cho con đi xuống Long Xuyên đi học nghề này kia rồi đó. Em mới nói nhỏ nhẹ với mẹ đó. Bữa đó buổi tối á, em mới gọi em nói với mẹ, nói là giờ con đi theo anh Hồ xuống dưới con học nghe, anh Hồ cũng lo này kia đồ, rồi mẹ cho con đi không. Mà mẹ cũng nói con học được thì học mà đừng có ham chơi la cà đồ, phụ lòng anh Hồ với mấy anh. Lần đầu tiên được thấy mẹ tình cảm như vậy sau mấy năm trời đã. Hơn 2 năm rồi đúng không? Dịch hơn 2 năm rồi. Thấy nhiều khi cũng thấy tội chú ơi. Biết không, mình người sanh đẻ thì nhờ người nuôi, mà nó có một thân mình á, tự ăn tự làm nuôi con rồi tự đi làm này nọ gì đâu chứ còn nó đi mấy làm... cái giường cái bên xanh á, người ta đi thấy người ta đi ra đi vô thăm người bệnh, thăm người đẻ á, em nằm em khóc. Đúng á, người ta đem cơm rồi vô cho con cho vợ người ta ăn mà mình nằm có mình ăn nè. Mày khóc hoài đi. Cho tôi xin miếng giấy rồi chị ba. Ghét quá. Bốn người giận. Cô ba bà khóc mà. Bà trốn rồi kìa, bà khóc luôn rồi. Cô ba vô con nói chuyện nè cô ba. Đậm muốn chết. Cô ba khóc ở đằng kia kìa. Cho tôi xin miếng giấy rồi chị ba. Thôi chắc có lẽ là thôi. Nghỉ khóc đi. Nó nhằn xuống này chơi với mấy chú chơi mà nó khóc hoài, chảy nó khóc hoài vậy, chắc rửa đi làm khóc hoài. Cô ba ngồi đây. Con hôm nay con muốn tập hợp mọi người lại đây là có một việc như này, cô ba ngồi sát vào một tí. Lấy cuộn giấy đi. Rồi. Bây giờ trước khi để cho Hương với lại gia đình dùng thì chia tay đó, thì anh sẽ thay mặt quý mạnh thường quân á gửi cái phần hẹn kim với lại hẹn vật ha. À, hôm nay á, thì các anh em có dịp đến đây á, thăm lại các cô chú ở đây thì thấy những giọt nước mắt đây là cũng là những giọt nước mắt mà để trải hết cái lòng của mình. Đâu đó gần thì có những cái giận hờn của Hương với lại mẹ của mình. Tuy nhiên mong rằng sau ngày hôm nay á, là sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hương sẽ cảm thấy được mình được giúp đỡ và có thể tìm kiếm công ăn việc làm trên chính cái đôi tay của mình đó các bác quý anh chị. Và hai ngày nữa thì Bùi Hồ cùng với anh Một Đồng và Hương sẽ trở về lại miền Tây để cho em có cơ hội việc làm và học nghề ở đó luôn. Trước mắt là ở 6 tháng thôi các bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây cũng thay mặt cho cô Đông ở Pháp gửi cho các cô chú anh chị là những phần thiện kim. Nhất con gửi cho bà cụ là 1 triệu đồng. Ai nhận gửi Út ha. Gửi cho bà cụ 90 tuổi 1 triệu đồng. Xã hội còn lại thì con gửi cho Hương 1 triệu đồng nè. Cô Đông ở Pháp gửi cho em. Dạ, cảm ơn. Để trước khi em đi học á. Rồi các cô chú còn lại là 6 hộ thì con sẽ gửi cho 3 triệu đồng ha. Con gửi cô. 1. Cô. Dạ. Cô con gửi. 2. Ba, hình như là thiếu đúng không? Dạ. Đúng rồi, còn 3 hộ nữa. Dạ, còn 3 hộ đi làm rồi. Dạ. Có hộ con bé. Cô tư nhận giùm con luôn dạ, đi ha. Dạ. Đây là cái phần quà của cô Đông ở Pháp gửi cho các cô chú. Thứ hai là anh Nhiêu ở Mỹ thì gửi cho các cô chú là cá khô cá sặc bổi. Con có để cái bịch ở đằng sau đó. Dạ. Thì mỗi một hộ là 1 kg thì 8 hộ là 8 kg ha. Dạ. Với lại gửi cho đường thốt nốt. Đây, khô cá sặc bổi con lấy con. Khô này cô chú để ăn từ từ. Lâu lắm rồi là không đi xuống dưới thành phố này đường không, trong thùng không đó. Ăn đường lúc nốt ở đây để, dạ. Để con nói cho cô nghe là cái anh này nè là chú Một Đồng á dạ. Đây là của anh Nhiêu khiển tình biên á leo thốt nốt để hái bán giờ dạ. Bán thốt nốt mà dạ. Còn đường thốt nốt này thì mỗi cô chú là sẽ được 2 kg là 2 hộp như thế này dạ. Đây là phần quà của anh Nhiêu đường với lại cá. Dạ, tiếp theo đây chú Kevin Trần gửi cho mỗi hộ là 500.000 đồng. À, con gửi cho. Này là 8 hộ là 4 triệu. Đây con gửi nhận cho bà cụ con luôn không? Dạ, dạ. 1 triệu. Em với mẹ là 2 triệu nè. Nhận đi. Đây, con gửi. Rồi, còn 1 triệu nữa hộ đi làm đúng không? Dạ, dạ. Dạ, thì đây là phần quà của chú Kevin Trần. Ngoài ra thì chú Kevin Trần còn gửi cho 5 hộ có em bé thì mỗi hộ một cái thùng sữa như thế này. Là con đã mua 5 thùng sữa rồi. Thì tí xíu nữa thì chia ra giùm con ha. Tại ghe này di chuyển cũng khá là khó.
Và mỗi một hộ như vậy là có một chai dầu xanh. Ở đây con có 8 chai dầu xanh. Dạ. Đây. Đây. Dạ. Chào mừng cái dầu. Dạ. Nếu mà tôi thật sự tôi muốn khóc phải không? Là chắc ngập lục cái bình điền này là hết hộ. Lấy dạ. Còn hai hộ nữa đúng không? Dạ. Dạ. Gửi cho bà cụ Salon Bát dạ, bà cụ dán luôn. Dạ. Dạ. Salon Bát gửi cho cụ đi. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng thay mặt cho cô Đông ở Pháp, anh Nhiêu ở Mỹ và chú Kevin Trần ở Mỹ gửi tổng cộng tiền mặt là 9 triệu đồng với lại các phần gồm có sữa rồi khô sạc bổi với lại đường. Thì cũng thay mặt cho các cô chú ở đây chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tất cả các cô chú ở đây có những cái phần quà rất là ý nghĩa cũng như là những cái phần hiện kim để mà trang trải trong cuộc sống. À, Phong em nói gì Phong ơi, cho cô Năm đại diện đi. À. Năm rồi. Nãy cô Tư khóc quá nó không được. Mà cô Năm đại diện cũng đại diện 8 hộ. 8 hộ chúc cô gì nãy quên rồi chú ơi. Dạ Mạnh Thường Quân đi cô. Cô chú Mạnh Thường Quân. Cô chú Mạnh Thường Quân. Dạ các cô chú Mạnh Thường Quân. Chú là cô mà tiền với dầu với khô đồ đó cũng chúc cho các cô các chú giàu giàu sức khỏe. Vạn sự như ý mà ăn phát tài phát đạt. Cũng cảm ơn các cô các chú nhiều chúc và nhiều sức khỏe đặng bằng có tiền ủng hộ cho những người nghèo khổ. Chúc ăn khó khăn. Thật sự là cảm ơn luôn đâu này biết thầy cảm ơn cô chú rất là nhiều. Và ngày tới á để cho tôi xin nói một vài câu nha. Rồi cảm ơn mà cô chú gần xa các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho mấy hộ này. Đi. Với cũng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Rồi với mấy chú nè, chú Ông Bụi, chú Bùi Hồ với mấy chú luôn, tất cả làm cầu nhiều cầu nối mới được cái số tiền này. Chứ không có mấy chú thì cũng không có đâu. Nói thật sự là cũng cảm ơn mấy chú rất là nhiều. Chúc mấy chú có nhiều sức khỏe. Dạ. Dồi dào sức khỏe. Sức khỏe dạ. Được nhiều hoài vậy đó. Rồi cô được chú, có sức khỏe là đi hoài luôn. Cô các chú Mạnh Thường Quân ơi giúp đỡ cho tôi được số tiền này. Với có dầu rồi với có đường đồ khô đồ ăn tôi cũng rất là mừng. Cảm ơn rất là nhiều. Khóc rồi cô. Cô khóc rồi. Chứ đừng có thiệt với chú Bâm, cô Năm nói thiệt luôn. Hoàn cảnh này nó đúng ra là khóc càng nhiều lắm thiệt. Người ta gắn đè nén lại chứ hậu trai xanh mẹ lại bây giờ là rất là khổ. Cô khổ rất là nhiều luôn. Con hỏi cô Năm một tí, hồi nãy chuyện Hương với cô Tư á, hai mẹ con không nhìn mặt mấy năm trời, hồi nãy là con nghe cô thấy sao? Thì cô khóc hơn sao gầm gầm luôn đó, cô cũng tuổi gì mà đâu biết sao mà gành giống được chú. Tại vì bên đây thì cũng có bé nó bệnh, chứ không phải cô mà một mình á, thì cô cũng thể giúp đỡ nó được, đi tới đi lui được. Còn như bên nào cũng có bé hết trơn. Nếu mà thật sự mà nếu mà cô muốn khóc là cô khóc ấy gan trời bão trời mưa vậy đó. Làm hết cái lòng của cô là khổ thiệt. Ngồi xuống cho chú biết. Là cô cũng đè nén như lắm cô cũng khóc. Chú ơi, mẹ con khổ. Cô đòi khóc ngập chợ Bình Điền luôn. Ngập chợ Bình Điền luôn là mất hết chơi chắc có lẽ mà mất hết cái khổ của mình. Dạ thôi thì con mong cô chú cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ hỗ trợ cho bé Hương về lại miền Tây, về lại Long Xuyên để mà học nghề. Và chân thành cảm ơn cô My ở Mỹ đã tài trợ cái số tiền học phí cho bé Hương những ngày bé Hương học làm tóc ngay tại Long Xuyên. Và trước khi kết thúc đoạn clip này thì Bùi Hồ sẽ, các anh em cũng có mua con vịt quay, hai con vịt quay để mà cho Hương cùng với lại các cô chú ở đây dùng một cái bữa tiệc coi như là để mà chia tay gần vài ngày tới nữa phải về lại Long Xuyên. Dạ. Em có muốn nói lời nào với quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em tiền đi học. Em sẽ cố gắng học để sau này có cái nghề để lo cho bản thân và lo cho gia đình. Thôi thì đoạn clip cũng khá là dài, mình sẽ dọn cái này để cho cả gia đình dùng cái bữa. Cảm ơn cái bữa hết mấy chú nha. Đó cũng là những cầu nối cho mẹ con nói chuyện với nhau. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Phong Bụi, chú Bùi Hồ với mấy chú này tất cả cũng làm nhiều cầu nối cho mẹ con được nói chuyện. Dạ. Là cũng như là được mà nhận lại với nhau vậy đó.